Mến chào tất cả quý vị khán giả. Chiều hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2023. Trong video chiều hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Hiện tại thì ở dàn đà giáo Hợp Long của cầu Mỹ Thuận 2, các anh đang quyết liệt làm thép cũng như là chuẩn bị những cái công tác cuối cùng cho cái quá trình bơm bê tông vào khối dầm Hợp Long cuối cùng của cầu Mỹ Thuận 2. Vào ngày hôm qua, hai xe đúc của trụ T15 và T16 đã lùi lại khối dầm K15 để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông. Nhưng mà trước khi bơm bê tông thì các anh sẽ tiến hành căng kéo cáp giữ ứng lực, rồi sau đó là lùi xe xong là bơm bê tông. Bơm bê tông hoàn thành rồi thì các anh vẫn tiếp tục căng kéo cáp giữ ứng lực, rồi sau đó là xe đúc mới được hạ xuống ha. Hồi nãy thì mình có đọc được một cái bình luận của một quý khán giả có hỏi mình là xe đúc hạ trước Hợp Long hay là sau Hợp Long, thì mình cũng vừa trả lời cho quý vị khán giả được biết ha. Thì sau khi Hợp Long xong rồi, xong xuôi hết rồi thì xe đúc mới được hạ xuống, thì lúc đó là xe đúc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, hoàn thành cái sứ mệnh của mình rồi ha. Ngay tại vị trí này thì còn 6m8 nữa thôi là sẽ chính thức kết nối bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang. Ngày Hợp Long bây giờ chỉ còn tính bằng ngày thôi, thì hôm nay đã là ngày 6 tháng 10 rồi, chỉ còn khoảng 4 ngày, 5 ngày nữa thôi là sẽ chính thức Hợp Long rồi. Ngay tại vị trí này thì mình thấy là một số anh công nhân, kỹ sư đang làm việc phía bên dưới giả cầu đây, thì đang di chuyển bằng cái chiếc xe màu đỏ đỏ, màu nhỏ nhỏ này nè. Rất là đông các anh công nhân kỹ sư đang đứng làm việc chỗ mà cái khối dầm Hợp Long cuối cùng này. Ngay tại vị trí này sắp tới thì các anh bơm bê tông là khoảng 100 mét khối bê tông vào vị trí này ha. Bây giờ thì các anh đang chọn cái ngày thật là tốt, thời tiết thật là ok, rồi cái ngày mà các lãnh đạo ban ngành cũng như là thủ tướng được cùng lúc xuống để mà dự khánh Hợp Long á, thì các anh sẽ chọn một ngày nhất định là sẽ tiến hành Hợp Long. Bây giờ thì rất là cận kề rồi. Chiều hôm nay vừa trải qua một cái cơn mưa cũng rất là lớn, thì bây giờ là trời vừa nắng lên nên là cũng tranh thủ cập nhật nhanh cho cả nhà mình biết được những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 chiều ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang đứng trên một cái chiếc xà lan phía bên bờ Vĩnh Long, nhìn qua cầu Mỹ Thuận 2 rất là đẹp luôn. Đó là một cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Mấy ngày hôm trước thì sương mù dày đặc, thì mình có quay một cái video, phải nói là trước giờ thì mình chưa bao giờ thấy sương mù nhiều như vậy ở cầu Mỹ Thuận 2, là chỉ thấy được một cái chớp của cái cầu tháp màu vàng thôi, còn lại là phủ kín răng lối luôn, mà sương mù như ở Đà Lạt, Sapa ha. Quá đẹp. Hiện tại đây là bờ của Vĩnh Long, bờ Tân Hòa của Vĩnh Long, thì phía bên dưới thì các anh đang thi công làm bờ kè, đang đóng cừ nè. Phía bên xa cũng vậy, các anh đang tiến hành đóng cừ. Sắp tới thì làm bờ kè, gia cố bờ sông hai bên bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang. Sắp tới thì những ngôi nhà ở gần đây thì sẽ di dời, tái định cư ở một cái chỗ khác. Ở trên chỗ mà cái đầu dầm, chỗ mà từ trụ T17 gác dầm qua trụ T18 thì các anh đang thi công làm thép trên bảng liên tục nhiệt ha. Cũng có rất là nhiều quý vị khán giả cũng có hỏi mình ngay tại vị trí này thì có lắp khe co giãn hay không. Thì ngay tại vị trí này thì các anh không có lắp khe co giãn mà các anh thi công bảng liên tục nhiệt nha. Vậy bảng liên tục nhiệt là gì? Thì qua những cái thông tin mà mình tìm hiểu đó thì được biết bảng liên tục nhiệt là dùng bảng mặt cầu kết nối các nhịp đơn giản lại với nhau thành kết cấu nhịp liên tục về
mặt, nhiệt độ, kết cấu có rất là nhiều cái ưu điểm thì tạo được cái sự êm ái, xe lưu thông qua vị trí này không có bị sốc nè, chạy rất là êm luôn. Thứ hai nữa là giảm được chi phí di tu bảo dưỡng cũng như là tăng tuổi thọ của công trình ha. Và thi công cái bảng liên tục nhiệt này thì sẽ giảm số lượng lắp khe co giãn rất là nhiều luôn, giảm chi phí ha. Ngay tại vị trí này là đang thi công đây. Đó. Bên bờ Tiền Giang cũng vậy nha, chỗ mà từ trụ T13 gác dầm qua trụ T14 thì các anh cũng đang thi công cái bảng liên tục nhiệt này. Còn dài vô cái phần đường dẫn của bờ Vĩnh Long, chỗ mà bờ Tân Hòa của Vĩnh Long thì các anh cái phần đường dẫn đi lên thì các anh cũng đang lắp những cái khe co giãn 3-4 cái gì đó, là hai bên là khoảng 8 cái hay là 10 cái gì ha. Còn phía bên trên chỗ mà trụ T17 thì đơn vị Cáp Di Văn cũng đang di chuyển để mà chuẩn bị sắp tới, thì còn Hợp Long xong thì các anh sẽ tiến hành căng cáp lại lần 3 và tiến hành cắt cáp luôn, thì có thể là khoảng tháng 11, tháng 12 thì các anh mới tiếp tục căng cáp cả nhà. Các anh đang đi trong cái chỗ cái xe của các anh là chuột chớ chuột lui nè. Đó, rất là đông các anh công nhân kỹ sư làm việc. Chỗ mà cái phần cáp dây văng hai trụ tháp là mình thấy đều đang di chuyển làm việc ha. Chiều hôm nay nắng quá đẹp luôn, nắng vàng nè. Rất là tự hào vì cây cầu Mỹ Thuận 2 là cây cầu dây văng do chính các anh kỹ sư của Việt Nam của mình thiết kế và thi công luôn. Thì cầu Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2 thì cách nhau khoảng 400 mét thôi. Thì ở Việt Nam của mình thì rất là ít những cái dự án trọng điểm quốc gia nào mà nó gần nhau như vậy. Thì thường là mình thấy là chỉ xa xa thôi. Mỹ Thuận 1, những cái cầu khác thì cách xa nhau, giống như là cầu Vàm Cống nè, rồi cầu Cao Lãnh nè thì nó cũng xa nhau. Còn Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2 thì cách nhau chỉ có 400 mét thôi, 300 mấy 400 mét thôi. Sau khi cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành, đưa vào hoạt động thông xe thì sẽ giúp giảm tải cho cầu Mỹ Thuận 1 cũng như là tuyến quốc lộ 1A. Lúc đó thì bà con của mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây về Cần Thơ thì sẽ rút ngắn cái thời gian rất là nhiều, thay vì mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ hiện tại là khoảng 3 tiếng rưỡi 4 tiếng, thì bây giờ có cao tốc và đi qua cầu Mỹ Thuận 2 này sẽ rút ngắn cái thời gian đi lại còn khoảng 2 tiếng rưỡi là sẽ tới Cần Thơ ha. Bây giờ các đơn vị, các nhà thầu đang quyết liệt thi công, đẩy nhanh cái tiến độ để mà làm cái dầm Hợp Long cuối cùng của cầu Mỹ Thuận 2. Sắp tới chỉ còn vài ngày nữa thôi cả nhà. Chiều dài là, tổng chiều dài của cầu Mỹ Thuận 2 là 6,61 km, trong đó phần cầu chính của cầu Mỹ Thuận 2 là dài 1,9 km, thiết kế là có 6 làn xe. Tốc độ thiết kế của cầu Mỹ Thuận 2 sau khi hoàn thành là 80 km/h. Cái phần đường dẫn bên bờ Tiền Giang thì dài 4,3 km và đường dẫn bên bờ Vĩnh Long dài 0,4 km cả nhà. Bên Tiền Giang thì mình thấy cơ bản cũng cái phần đường dẫn cũng hoàn thành rồi, cũng kẻ vạch phân làn, những cái vạch kẻ đường cũng sắp xong hết rồi. Còn bên Vĩnh Long thì sắp tới thì sau khi mà lắp những cái khe co giãn cái phần đường dẫn đi lên xong xuôi hết rồi thì các anh sẽ tiến hành kẻ vạch chỉ đường, những cái vạch phân chia làn đường đó. Còn phía cái phần đường dẫn thì hôm nay thì mình thấy là các anh cũng đã lắp ton hộ lan lượng sóng hai bên. Tiến độ rất là nhanh. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là sẽ hoàn thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 rồi. Nên là các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ
Và mình thấy là buổi trưa thì các anh làm luôn, buổi trưa các anh không nghỉ trưa nha, làm luôn. Đi lên đi xuống cái thân trụ nè để mà bảo dưỡng lại cái phần thân trụ nè. Các anh mài gọt, các anh mài dũa cái thân trụ láng o luôn. Ngay tại vị trí này là cái gói đỡ của hai bên cái đầu dầm nè, thì sắp tới sau khi hợp long xong xuôi hết rồi thì các anh cũng sẽ tháo gỡ cái gói đỡ này. Mời quý vị khán giả cùng nhau xem cận cảnh lại khối dầm hợp long cuối cùng của cầu Mỹ Thuận 2 trước khi bơm bê tông hợp long. Ngay tại vị trí này thì các anh không có hợp long bằng cái xe đúc mà hợp long bằng cái dàn đà giáo. Thì lúc trước thì cũng có nhiều tranh cãi, là quý vị khán giả cũng có bình luận vào là nói là hợp long bằng cái xe đúc chứ không phải dàn đà giáo nào hết, chỉ cần trượt xe đúc qua là hợp long thôi. Mà cuối cùng bây giờ thì các anh không có là hợp long bằng cây xe đúc, do là xe đúc cái trọng tải, cái trọng lượng của nó rất là nặng, tính 250 tấn, nên là khi mà trượt xe đúc qua thì nó sẽ rất là nặng và sẽ làm thay đổi những cái thông số độ căng kéo của cáp dưới băng đó, nên là các anh chọn cái phương án là hợp long bằng cái dàn đà giáo chứ không có hợp long bằng cái xe đúc nha. Đây là toàn cảnh cầu Mỹ Thuận 2 chiều ngày 6 tháng 10 năm 2023 trước ngày hợp long 3 ngày. Quá đẹp. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình chiều hôm nay. Thì thời tiết nắng đẹp quá nên là cũng tranh thủ cập nhật nhanh cho cả nhà mình biết được những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn đồng hành theo dõi những video của mình về những cái công trình cầu ở miền Tây. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình nha. Trong video thì mình có nói những cái từ ngữ nào mà chưa đúng, hoặc là những cái chỗ nào mà mình nói chưa có chính xác, thì mong cả nhà mình cùng nhau góp ý thêm để mà mình hoàn thiện hơn ở những video sau nhé. Bye bye.